Đình Quý và nhóm thực hiện giờ thánh ca Dân Chúa Đài Con xin thân ái được chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Hôm nay giờ thánh ca được hân hạnh đón tiếp nhạc sĩ Chu Tiến đến để chia sẻ với chúng ta một ít về trong lĩnh vực sáng tác cũng như những sinh hoạt trong lĩnh vực thánh ca của cộng đoàn như cộng đồng Công giáo Việt Nam ở hải ngoại nói chung là ở vùng Orange County. Trước khi bắt đầu chương trình thì em mời anh Tiến gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh. Tôi xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình và xin có một lời chúc đến quý vị bình an và sức khỏe và an vui trong cuộc sống. Và tôi hân hạnh là được anh Đình Quý hôm nay đối với tôi là một cái sự bất ngờ là và cũng là một cái sự hân hạnh cho tôi nữa, tôi cảm thấy như vậy. Hân hạnh là được các anh nghĩa là mời đến để mà thực hiện cái chương trình hôm nay. Thì tôi xin và khi mà cảm ơn anh và gọi là cái lòng biết ơn của mình. Và khi mà anh nói là hân hạnh được hân hạnh cho anh ấy, thì thực sự ra đó là hân hạnh cho tụi em, là những cái người mà đã làm cái chương trình về thánh nhạc trong những nhiều năm qua. Và đặc biệt đó là cũng là một cái hân hạnh cho quý vị khán thính giả của chương trình. Bởi vì được biết đó là anh Chu Tiến, trong cái chương trình ngày hôm nay thì xin phép cho em được gọi là anh với em ha. Chúng ta được biết đó là qua là anh Chu Tiến hoặc là Chu Mạnh Tiến, đó là những cái tên gọi mà trong cái hai cái lĩnh vực sáng tác của anh. Thì thật sự ra đây là một cái hân hạnh cho tụi em, vì được biết đó là anh Chu Tiến đã sinh hoạt trong thánh ca cũng rất là lâu. Thì bây giờ một chút xíu trước khi mà chúng ta bước vào cái lĩnh vực sáng tác cũng như là về lĩnh vực như là anh cũng đã từng là những người ca trưởng của các ca đoàn, thì được cho em hỏi là anh Tiến đến Mỹ thì khi bao giờ và hiện tại bây giờ anh đang sống ở đâu ạ? Tôi đến Mỹ từ năm 1989. Dạ vâng. Rồi cũng ở một hai nơi trước đó, nhưng mà sau đó thì dời về vùng Nam California này. Dạ vâng. Thì hiện giờ thì tôi ở thành phố Santa Ana. Dạ vâng. Rồi vâng. Cũng có sinh hoạt rồi cũng có dịp được quen biết được mọi người trong các ca đoàn ở đây, cái nhà thờ. Dạ vâng. Đó. Thì hiện tại bây giờ thì em cũng như là một số các bạn đã sinh hoạt trong cái ca đoàn, mới nói là trong cái ca đoàn của cộng đoàn giáo xứ Tam Biên cũng một thời gian rất là lâu, khoảng từ năm 1990-91 gì đó. Thì khi mà sinh hoạt trong đó đã nghe được tiếng của anh rồi, thì anh cũng đã từng là người ca trưởng của ca đoàn Tam Biên. Thì khi nhắc đến ca đoàn Tam Biên thì chắc quý vị cũng biết ở đây là một cái cộng đoàn Công giáo Việt Nam rất là lớn. Và hiện tại bây giờ thì cộng đoàn giáo xứ Tam Biên đó thì đã có tới 5 nhóm. Thì lúc trước là khởi đầu thì anh đã là ca trưởng của ca đoàn Tam Biên. Anh nói chút xíu về trong cái thời gian sinh hoạt ở cộng đoàn Tam Biên đó. Lúc sinh hoạt ở Tam Biên đó thì lúc mà tôi xuống đây có một người bạn đó là anh Đức. Thì anh cũng sinh hoạt ở trong ca đoàn đó. Thì lúc đó thì anh mới kêu vô ca đoàn. Thì tôi không, lúc đó không phải tôi làm ca trưởng, lúc đó tôi chỉ vô tôi giúp về đàn thôi. Ban đàn đó. Dạ vâng. Thì lúc đó tôi nhớ là như là anh Hinh rồi anh Định gì đó phải không? Dạ vâng. Rồi có một số anh em. Số anh em rồi dạ tôi vâng. Nhớ đến giống như là Trinh rồi Việt đó. Dạ vâng. Một số đó là những người kỳ cụ của ca đoàn Tam Biên đó. Dạ vâng. Là tôi nhớ những người đó. Rồi sau đó thì không có sinh hoạt đều lắm đâu. Nhưng mà hễ mà có giờ thì cũng đến đền giúp rồi. Tại như trong người cũng có cái máu sinh hoạt ca đoàn, nói chung vậy nó bỏ không được. Bỏ không được. Cái thấy có ca đoàn đó là mình ngồi dưới, mình đi lễ ngồi dưới cái hình như là nó cũng cảm thấy nó thôi thúc hả? Thôi thúc. Giống như là ngứa tay ngứa chân, đúng là cái khó chịu giống như là hay là muốn giúp vào một cái gì đó trong cái khả năng của mình. Như vậy nhưng thì mà không có phải là làm ca trưởng. Rồi sau này thì về nhà thờ Samavara thì có làm ca trưởng nhà thờ Samavara. Dạ vâng. Thì bây giờ đó, nhưng mà cho em hỏi là anh học nhạc từ bao giờ? Khi anh sinh hoạt trong những ca đoàn từ khi anh sang tới Mỹ hay là anh đã từng sinh hoạt ở Việt Nam? Tôi học nhạc thì ngày xưa tôi ở trong nhà dòng, trong chủng viện Simon Hòa Đà Lạt. Simon hả? Vâng. Thì lúc đó thì cũng được dạy về nhạc, tức là về nhạc lý căn bản hoặc là
về sướng âm, sướng về sướng âm, rồi về giống như là đánh nhịp, dạ vâng. Về đánh nhịp điều khiển hay gì đó, dạ vâng. Thì nó chỉ là một cái kiến thức căn bản thôi, à. Mà sau đó thì tôi thích những cái môn khác hơn, chẳng hạn như là chơi nhạc guitar cổ điển classical, à, vâng. Ha, rồi tôi thích nhạc đời hơn, nói chung nhạc là đời, lúc à, đó là à. Tôi thiên về nhạc à. Đời cái lúc mình trước á, à. Thì sau này đến lúc mà qua bên đảo thì lúc đó thiếu người rồi. Ở trên hội đồng giáo xứ họ mới nhờ lên giúp, có người họ đi, lúc đó họ được đi Mỹ đó, dạ vâng. Thì lúc đó thiếu người thì họ mới nhờ tôi là giúp ca đoàn, thì từ đó là. Mà khi mà giúp ca đoàn như vậy là anh đờn cho ca đoàn hay là anh điều khiển cho ca đoàn? Lúc đó thì điều khiển ca đoàn, à, lúc vâng. đó là điều khiển, bắt đầu điều khiển ca đoàn. Mà cái nó nhờ cái mình tập nhạc guitar classic thì nó cũng hơi phức tạp rồi, dạ 3-4 lớp rồi bass rồi solo hay là đệm nó cùng một cái á, thì lúc đó nó có một cái nền vững rồi ra, dạ khi vâng. mà mình vô mình tập ca đoàn thì nó có một cái tiện là tập, dạ. bè tập gì đó, lúc đó nó dạ. cũng thấy nó cũng không có khó khăn lắm, dạ vâng. Đó rồi sau đó thì cũng qua Phi rồi cũng giúp cho Đức Ông Tài, rồi cũng nhờ cũng làm ca trưởng ở bên đó, rồi Đức Ông Tài với cha hình như là cha Thục, cha Trọng, còn nhớ tên ba cha đó, thì cũng nhờ lên coi một cái nhóm để mà thâu băng cho đài phát thanh Radio Veritas, dạ vâng. là Việt Nam gọi là đài như là Chân Lý Á Châu hay sao? Dạ vâng. Thì lúc đó là mình làm trưởng nhóm, rồi các cha cứ đưa bài xong rồi cái về mình tập cho người ta rồi lên thâu băng, lúc đó phát thanh cho đài thời đó xưa rồi, dạ. thời đó còn thâu bằng cái Akai đó, cái đầu Akai, dạ vâng. nhớ không? Vâng. Thì thâu cho đài phát thanh Radio Veritas để lúc đó là phát về Việt Nam. Dạ vâng. Rồi sau đó thì qua Mỹ thì tôi cũng có vô ca đoàn nhưng mà chỉ tiếp thôi. Tức là ví dụ như là có những lúc thì đánh đờn chỗ này, đánh đờn chỗ kia. Kia. À, thì, vâng. Thì, vâng. thì sau đó thì mới về cái lúc thời cha Hùng đó, cha Hùng nhà thờ Samora. Samora đó. Không nhớ họ lắm nhưng mà nhớ là cha Hùng cũng nói tôi thôi anh về giúp làm ca trưởng cho nhà thờ. Thì dạ lúc vâng. đó tôi có làm ca trưởng của ca đoàn các thánh tử đạo Việt Nam. Dạ vâng. Vâng. Thì cái thời gian ở đảo nó có cái kỷ niệm nào mà anh kỷ niệm khó quên không? Kỷ niệm khó quên là đánh nhịp thì lúc đó tôi cái anh ca trưởng cũ anh đi anh được đi rồi đó, anh dạ. được đi định cư đó, thì lúc đó tôi vô thì mấy cái tay cũ như nó cũng thử nghề mình sao đó, nó đưa cho mình mấy cái bài hóc búa, mấy cái bài giống như 3-4 bẻ không, giống như là tôi nói mấy bài này như là mình đâu có đã quen đâu mà sao mà đưa mấy cái bài xong mà nhiều bè quá mấy cái bài như là chuyện nhỏ phải không, chuyện nhỏ thì phải không? Những cái bài như là Ave Maria của Hàn Mục Tử như Sống Lộc Trường Nguyên, mấy cái bài đó lớn lắm, mấy cái bài đó là lúc đó thì tôi nói tôi cũng thấy vui vui thôi, cũng không có gì, tức là mấy tay này như thử nghề tôi nghĩ vậy, tại vì vàng thật, nhưng mà lúc đó nó là một cái thử thách cho mình cố gắng sau vâng. đó thì mình vượt qua được, dạ vâng. Thì lúc nào mình cũng là cái người cầu tiến, thì lúc nào mình cũng học hỏi thêm. Đúng rồi. Chút xíu nữa thì em sẽ nhờ anh Tiến chia sẻ một chút xíu trong cái lĩnh vực về ca đoàn. Bây giờ cho em trở qua một chút xíu trong lĩnh vực sáng tác, thì theo em biết được thì anh sáng tác trong hai lĩnh vực tình ca và thánh ca. Anh giới thiệu một chút xíu, hiện tại bây giờ thì anh đã có bao nhiêu đứa con tinh thần trong các bài về thánh ca cũng giống như về tình ca? Tôi thiên về nhạc đời nhiều hơn cái lúc mình còn trẻ đó, rồi mới lại ham đi chơi đó, rồi thích nhạc cổ điển, rồi thích đi đệm nhạc ở ngoài đó. Rồi lúc đó thì bắt đầu lúc mà nó tình cờ thôi, mình cũng không biết là mình biết được, nhưng mà có những bài hát nó tự nhiên nó xuất hiện trong đầu mình, tức là có những cái dòng nhạc hay gì nó tự nhiên xuất hiện trong đầu thì mình viết ra, thì khi mình viết ra thì mình thấy người ta nghe người ta thích, mấy bạn bè hay đại khái là cái vùng đó người ta thích, thì thấy ok mình cũng nghĩ bụng là có vậy có bộ viết được ha, tại vì xong rồi mới viết, thì nhạc đời thì viết nhiều hơn, nó cũng tản mạn lâu rồi. Nhưng mà chắc là cũng 50-70 bài gì đó. Chục bài, dạ vâng. Còn nhạc đạo thì sau này các cha mới lúc mà sinh hoạt bên đài phát thanh Chân Lý Á Châu đó, dạ vâng. Thì cha mới nói thôi mày viết nhạc đạo đi. Dạ. Cái mình cũng về, cha nói vậy cái nó cũng có một cái thúc đẩy cho mình đó. Thúc đẩy cho mình thì về mình thử thì cha cũng có thâu băng về phát ở đài phát thanh Radio Veritas, cái thời đó thì phát về Việt Nam thì cũng thử. Sau đó thì nói chung là nhạc đạo thì cũng, nếu mà gom lại cũng được mười mấy bài. Hoặc là có những cái bài nó dở dang.
Nhưng mà mình viết được vài câu xong rồi cái nó hết ý hay là sao đó. Đó là cái câu hỏi mà em tính đặt với lại là anh như thế này, là một cái người nhạc sĩ mà anh đã sáng tác trong cái lĩnh vực tình ca với thánh ca. Thì cái cảm hứng đến với anh trong lúc mà sáng tác tình ca với lại thánh ca nó có khác không? Nó khác không? Cái cảm hứng nó đến lúc nào? Anh có phải là anh ngồi anh nghĩ là đến bây giờ mình phải sáng tác, mình cảnh sát một bài hát, hay là cái melody, cái dòng nhạc nó đến với anh một lúc nào đó rồi anh ngồi anh viết ra, hay là những bản tình ca đó là anh viết cho chính anh với cuộc đời của anh, hoặc là những bản thánh ca đó là những cái lời tâm sự cầu nguyện của anh? Anh chia sẻ một chút xíu về nhạc đời á, thì tôi cũng không có một cái chủ đề rõ đâu, tức là nó cũng chỉ là những cái cảm xúc ở trong cái khoảng khắc đó. Mà cảm xúc là của riêng anh? Cảm xúc của riêng hoặc mình, hoặc là có thể là anh thấy được những cảm xúc của những người xung quanh, việc gì đó nó xảy ra, nó tác động mình, làm cho mình thấy thấy buồn hay là thấy gì đó thì mình viết ra. Thường thường thì nó đối với cá nhân tôi đó, mỗi người chắc nó khác nhau, có thể có người viết lời hay là trước, hoặc là có người viết nhạc trước cái gì đó. Còn cái trường hợp của tôi thì nó trong một cái khoảng khắc nào đó, cái cảm xúc của mình giống như nó lắng động tới cái mức nào đó. Khi mà nó lắng động tới đó thì nó mới phát ra một cái lời nó đi chung với cái nhạc luôn. Thì nó đi liên tục ở đó. Có nhiều khi mình không viết ra là nó quên luôn. Mình phải viết ra ngay, mình có tờ giấy hay là có gì viết. Chứ nếu có thể mình để một vài tiếng, hay là nói hay là mình đang chạy xe đi mà mình nói mình để vài tiếng mình viết, có thể là nó đã mất rồi. Lúc đó mình phải vội vàng mình viết ra, thì nó cái ý đó mà mình, nó giống như là một cái gì tự động, nhiều khi mình cũng không hiểu được nó xảy ra. Là anh đang chia sẻ vào trong lĩnh vực tình ca. Tình ca. Dạ vâng. Đó thì nó được một cái đoạn nào đó, hay là nó cũng được một cái câu một hay là câu hai gì đó, hay là một cái điệp khúc gì đó. Xong rồi cái thời gian mà để mà mình làm cho nó hoàn tất thì nó mất lâu hơn. Mất lâu hơn, tức là mình làm sao để cho cái câu 2, câu 3 nó ăn vào trong cái dòng nhạc đó. Dạ vâng. Thì cái lúc đó thì mất thời gian hơn là cái lúc đầu mà nó xảy ra. Nó xảy ra như vậy. Thì cái còn cái về nó có hai đoạn phải không? Tức là anh nói về tình ca. Thì đó là những cái cảm xúc trong một cái khoảng khắc nào đó nó lắng động lại rồi nó phát ra. Rồi còn về nhạc đạo thì những cái lúc mà nó cũng xảy ra là những cái lúc mà mình cảm thấy buồn, hoặc là cái cuộc đời nó bấp bênh, hoặc là có những cái chuyện này chuyện kia, hay là mình thấy nó giống như mình không còn biết chỗ nào để dựa vào nữa, thì tự nhiên cái nhạc đạo mình trông cậy vào một cái về đến Thiên Chúa, hoặc là đến một cái quyền năng nào đó cao hơn mình, thì những cái lúc đó là như là nó lại dễ viết hơn. Thì nó lại như nó cũng giống như là một cái lời cầu nguyện riêng. Tại lúc đó mình bây giờ không có chỗ dựa, phải kiếm chỗ dựa. Anh có thể đơn cử một bài nào về nhạc thánh ca mà nó nói về cái tâm trạng của anh, ví dụ như tâm trạng của một người con trở về, hay là trong cái chủ đề ngợi khen, hoặc là trong cái chủ đề là nhìn về cái thân phận của mình. Anh có một cái bài nào mà anh nghĩ ngay tới cái bài về thánh ca? Thì đầu tiên đó là mấy cha cũng kiểu mà thúc đẩy mình viết đó, thì tôi có viết một bài Trở Về. Là đầu tiên đó thì mình cảm thấy mình là cái đứa con hoang, đứa con hoang đàn, đứa con hoang đàn. Nhưng mà sau đó thì để nhớ lời thì để tôi hát một cái bài, cũng là một cái lời nguyện riêng thôi. Dạ vâng. Thì tôi có thể hát cái bài đó phải không? Vâng, thì nó chỉ là một cái lời cầu nguyện nó tự phát vậy thôi. Kính thưa quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca Trên Chúa Đời Con với nhạc sĩ ca trưởng Chu Tiến. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với Giờ Thánh Ca, chúng ta sẽ thưởng thức do chính tác giả trình bày. Bài này là bài Một Lời Nguyện đi. Một lời nguyện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bản thánh ca Một Lời Nguyện do nhạc sĩ Chu Tiến trình bày sau đây. Một lời nguyện con xin dâng lên Chúa, một lời cầu trong tâm tư lắng trầm. Lạy Chúa, Chúa con ơi, lạy Chúa xin thương con,
Dù rằng con không xứng, dù rằng tội lỗi lấp đời con. Một đời người bao chông gai gian khó, cậy nhờ gì riêng đôi tay yếu hèn. Một chút gió sương thôi, lòng đã muốn buông lời, lạy ngài xin nâng đỡ, ngàn lần con chắp tay nguyện cầu. Vì con biết Chúa vẫn thương con, vì con biết Chúa vẫn bên con. Như rừng cây che lá, như vầng dương trói sáng trong con tim với bao dại khờ. Tuyệt vời quá. Khi tôi quý vị vừa thưởng thức bản thánh ca một lời nguyện do nhạc sĩ Chu Tiến sáng tác. Thì thưa anh Tiến, thì phải nói là tụi em rất là cảm ơn anh đã đến đây để chia sẻ với em cũng như là khán thính giả trong cái lĩnh vực về sáng tác. Thưa anh, thì phải nói đi trở lại lúc đầu là thật sự ra một cái hân hạnh cho giờ thánh ca để được anh đến, không những là chia sẻ mà lại còn được anh trình diễn những cái bài sáng tác. Mà khi anh biết là để mà sắp xếp một cái thời gian mà để gặp anh như vậy, nó cũng rất là khó khăn. Thứ nhất là trong cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ, nhiều khi đôi khi là anh cũng phải đi làm cuối tuần, tụi em cũng phải sinh hoạt trong các nhà thờ. Thì bình thường đó, bình thường khi mà tụi em mà có cái dịp mà nói chuyện với nhạc sĩ đó, mà nếu mà là không có yêu cầu mà nhạc sĩ mà hát á, thì khán thính giả gọi vô complain dữ lắm. Complain dữ lắm. Bắt buộc là phải có. Mà cái trường hợp này, trường hợp mà khó khăn nữa, đã phải dự tính biết bao lâu mới được được gặp anh. Thì nếu mà chỉ có yêu cầu anh một bản như vậy thì khán thính giả lại còn gọi vào, lại còn la chứ. Nếu như vậy thì thôi, sẵn dịp hôm nay thì bây giờ giờ xin anh cho tụi em thêm một bản nữa đi. Bây giờ anh bây giờ tình ca cũng được. Tình ca cũng được. Hoặc là thánh ca cũng được. Vậy hát bài tình ca ra, tại vì cái bài nào mình nhớ lời hơn một chút thì nó dễ hơn. Dạ, mình cái bài nào mình phải ráng nhớ dạ. Thì nó lại dễ bấp phải không? Vâng, thì anh nói đúng. Nhiều khi mình hơi bị nhảy câu xíu, đúng rồi, nhảy câu xíu nó bấp thì bài quá, nhiều khi mình không có nhớ. Đúng rồi, cái lời nhiều khi cái lời một hay gì nó nhớ, những cái lời hai lời ba sau nhiều khi mình cũng phải coi giấy riết là nó cũng quen phải có giấy. Thì tôi quay lại ngược lại là cái bài một lời nguyện nãy tôi hát đó, tại vì nhiều khi sợ có những cái hiểu lầm đó, thì có những cái lời tôi hát theo cái trí nhớ, nhưng mà sau đó cái bài khi mà được duyệt đó, để mà sử dụng trong phục vụ đó, thì lúc mà qua ban kiểm duyệt rồi Nicky Upstart với lại Imprimatur được phép sử dụng trong phục vụ đó, thì các cha có sửa một số cái lời đó. Thành ra tôi hát có thể là cái lời đó là theo cái lời cũ nha. Thành ra chứ còn nó nhiều khi mấy cha cũng sửa để cho nó hợp với lại phục vụ hơn á. Thành ra mình cũng phải chịu thôi. Được, chịu phép thôi. Có thể mình không vui lắm thì tại cái của mình rồi xong mình cứ sửa rồi xong mình cũng phải xin vâng thôi. Nhưng mà tại vì với lại cũng có thể là hợp lý đó. Mình nghĩ cho kỹ thì tại khi mà dùng riêng thì nó khác, mình dùng những cái từ giống như là nó có vẻ đời quá thì mấy cha sửa lại cho nó. Vâng, tại vì đúng những cái bài cái phụng vụ hả? Vâng, những cái bài thánh ca đấy thì anh phải nghĩ thế này, là nhiều khi không phải là cũng không phải là cho riêng anh sáng tác đó, nhưng mà nhiều khi trong cộng đoàn phải dùng những cái bài đó trong các thánh lễ đó, thì ra những cái lời đó thì có thể là các ngài đúng rồi đó là xíu để cho nó hồi nãy tôi đang hát cái tôi nghĩ ồ cái lời đời cũ xong rồi tại vì mấy cha giờ sửa cái nhiều khi lúc đó mình đang là cái đà mình đi luôn đó, ồ chỗ này có sửa rồi mình hát nó xong các cha ông thông cảm quý vị khán giả ông thông cảm nếu trong trường hợp mà có biết được nó có khác lời đi chút xíu. Và bây giờ mình sẽ trở lại cái bài kế tiếp là bản tình ca. Làm tình ca hả? Như vậy anh phải giới thiệu cho em luôn cái bài đó. Bây giờ trước khi đó đi, trước khi cái bài mà một lời nguyền đó, anh sáng tác từ bao giờ?
tôi sáng tác cũng hơi lâu rồi, lâu rồi. Lúc đó là như là ở trên San Jose. San Jose thì có một cái buổi tối tự nhiên tôi đi học. Tôi học đại khái là trong San Jose City College. Ở cái trường hồi xưa em cũng học. Ở San Jose City College. Thì lúc đó thì tôi đi làm về, tôi xách cái túi làm về, xong rồi tôi ở cái apartment thôi, tôi đang đi lên lầu, xong rồi lúc mà tôi về tôi nằm giường á. Thì lúc đó mình thấy buồn, hoặc là mình qua Mỹ mình chưa có phù hợp với cuộc sống lắm đó. Thế tự nhiên mình cảm thấy nó có một cái sự lẻ loi, trống vắng nào đó. Thì cái lúc đó tự nhiên nó là buổi tối tự nhiên nó dâng lên nguyên cả một bài. Tôi viết cái bài đó thì nó giống như là trong vòng khoảng nửa tiếng vậy, xong rồi. Vậy? Okay, nhưng mà sau đó thì cũng có sửa lại một hai chữ. Rồi còn sau này nữa là lại bị các cha sửa. Sửa được vài chữ nè. Nhưng mà đó thì đấy, đại khái là lúc đó nó tự phát là như vậy. Mà nếu mà cái tối hôm đó mình không viết có thể là nó không có cái bài đó. Khi nó đến là mình phải viết bắt kịp ngay cái ý tưởng đó liền, viết ngay. Giấy nháp hay là viết chì hay bất cứ cái gì đó mình. Bây giờ thì dễ lắm anh ơi, có cái iPhone đó, anh cứ bật cái voice recording ra anh nói là xong rồi phải không? Rồi bây giờ thì anh bây giờ nhờ anh giới thiệu luôn cái bài anh sẽ trình bày sau đây. Tôi bài này cũng vậy, bài này thì tôi viết ở đây. Này là bài kỷ niệm. Thì cái mỗi một người cuộc sống nó cũng có những cái chuyện riêng tư vào. Rồi nó cũng có xảy ra chuyện hay là những cái tình cảm cũ nào đó. Thì đến lúc mà cái lúc nhiều khi mình có thì mình không có thấy quý. Nhưng mà lúc mà mình mất đi rồi, thì mình lại thấy nó quá đẹp hay là gì đó. Thì khi mà tôi nghĩ đến những cái chuyện từ xưa tôi cảm thấy là nó sao mà đẹp quá vậy mà sao bây giờ mình mất đi hay là mình không có biết quý cái điều đó thì tôi viết lại cái bài đó, là bài này là bài kỷ niệm. Tình nào buồn hơn tình trong xa cách, có lệ nào đẹp hơn giọt lệ chân thành. Lòng vẫn thấy thương người xưa rất nhiều, dù tháng năm qua đường xa bóng chiều, người ơi sao vẫn mãi trong anh. Tình nồng tươi thắm trong nắng thanh xuân, tình đó vẫn xanh dù năm tháng tàn. Lòng đã hoang mang đời bao ngỡ ngàng, đường xưa em có nhớ hay quên. Kỷ niệm yêu dấu giấc mơ thần tiên, kỷ niệm đó đã cuốn theo ngàn mây trôi, tình yêu đó mãi mãi vẫn trong lòng tôi. Nụ hôn xưa trời vơi mắt em lệ rơi, người yêu ơi anh thương nhớ em một đời. Nhạc cũ thơ xưa giờ tan tác rồi, lòng vẫn chưa vơi tình em sáng ngời. Chiều nay ta góp chút hương xưa, nghẹn ngào thương quá hỡi người dấu yêu. Trôi tình yêu đó mãi mãi vẫn trong lòng tôi, nụ hôn xưa chơi vơi mắt em lệ rơi, người yêu ơi anh thương nhớ em một đời. Nhạc cũ thơ xưa giờ tan tác rồi, lòng vẫn chưa vơi tình em sáng ngời. Chiều nay ta góp chút hương xưa, nghẹn ngào thương quá hỡi người dấu yêu.
quá tuyệt vời quá. Quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca trên Chúa Đời Con với nhạc sĩ Chu Tiến. Nghe cái bài này đó, anh làm em nhớ chuyện xưa quá. Tôi chết rồi. Tôi nghĩ là mỗi người đều có một cái chuyện riêng tư gì đó phải không nhỉ? Vâng, cái chuyện này em giấu kín từ lâu mà bây giờ em lại vì cái bài này em lại thổ lộ. Nhớ quá, tuyệt vời quá. Bây giờ thế này, tụi em tham lam lắm. Yeah. Anh biết là tụi em rất là tham lam, cứ xin được một, cho được cho một thì xin hai, mà cho hai tới lại tới xin ba. Nhưng mà thôi bây giờ nếu mà xin anh đền nữa đó thì nó kỳ quá. Yeah. Bây giờ cho em ngưng chút xíu, yeah, xong rồi thì em xin tiếp. Ha? Được, xin tiếp. Được. Nhớ bây tới giờ... đâu, nhớ tới đâu là hát, làm tới đó nha. Vâng, nhiều, nhớ khi, đó. Nhiều khi... đúng ra người ta phỏng vấn người ta phải chuẩn bị trước, chuẩn bị làm đưa những cái câu hỏi để cho người ta cho có một cái suy nghĩ chứ, còn cái này giống như là hỏi vậy đó là thôi, nhưng mà thương sao hả, mình có sao mình thì nói vậy sao? À, sao thì em vậy? Không đưa anh câu hỏi, anh cũng đâu có đưa em câu hỏi ra bây giờ. Vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca trên Chúa Đời Con với nhạc sĩ Chu Tiến. Chúng tôi xin phép cho được tạm chương trình trong giây lát để chạy phần quảng cáo, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục buổi chia sẻ với nhạc sĩ Chu Tiến.